di động thấp thứ hai Đông Nam Á. Số liệu mới nhất của Kaspersky cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2019, 53.097 cuộc tấn công di động tại Việt Nam đã được ngăn chặn, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng mối đe dọa trên thiết bị di động được ngăn chặn thấp thứ hai ở Đông Nam Á. Cũng theo số liệu từ Kaspersky, 4,97% người dùng Android tại Việt Nam đã được bảo vệ khỏi mã độc di động trong 3 quý đầu năm 2019. Dữ liệu từ Kaspersky cho thấy, Indonesia và Malaysia là hai quốc gia có số lượng mã độc di động được Kaspersky phát hiện cao nhất tại Đông Nam Á, với số lượng lần lượt là 632.451 và 188.846. Theo báo cáo Economy C 2019 từ Temasek, Đông Nam Á là khu vực có số lượng người online trên di động nhiều nhất trên thế giới, trong đó Việt Nam đang nổi lên là quốc gia có tiến trình phát triển kỹ thuật số nhanh nhất trong khu vực. Do vậy, tội phạm mạng đang nỗ lực cải thiện nhiều phương pháp để phát tán mã độc hiệu quả đến người dùng đặc biệt là người dùng thiết bị di động tại đây cũng theo báo cáo từ Kaspersky, Việt Nam có số lượng gói cài đặt gian ngân hàng trên điện thoại được Kaspersky ngăn chặn thấp nhất trong ba quý đầu năm 2019 với 22 gói cài đặt. Trong khi đó, Indonesia có số lượng cao nhất với 106 gói cài đặt. Đối với số lượng gói cài đặt cho gian ransomware trên điện thoại bị ngăn chặn bởi Kaspersky, Thái Lan có số lượng thấp nhất với 22 gói và Indonesia có số lượng cao nhất với 161 gói.